Thời gian qua, huyện Yên Mỹ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xử lý các trường hợp vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp và tăng cường hiệu quả công tác quản lý đất đai. Trong 9 tháng đầu năm 2022, huyện Yên Mỹ phát sinh 28 trường hợp vi phạm kế hoạch số 93 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó xử lý dứt điểm 24 trường hợp, còn 4 trường hợp tại xã Tân Việt và Thanh Long, giải tỏa được 15 trường hợp vi phạm từ trước năm 2022 ở các xã sai phạm Đồng Than, Nghĩa Hiệp. Bên cạnh đó, huyện Yên Mỹ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 8 trường hợp với số tiền trên 820 triệu đồng. Ngoài huy động lực lượng xử lý các điểm vi phạm, huyện Yên Mỹ đã chỉ đạo các xã thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định pháp luật, không xây dựng công trình trái phép, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, không để xuất hiện các điểm vi phạm mới.